Bình thường thì nó chỉ chiên không dầu thôi đúng không ạ? Còn cái nồi này là cái nồi hấp luôn. Và hấp thì rất là ngon. Cơ chế của nó thì cái nồi này là 12 lít và cơ chế của nó là nóng 360 độ luôn. Nên là khi mình đẩy con gà, con vịt vào dù mình hấp hay là dù mình chiên nó rất là đều mà không cần phải chở, không cần phải quay. Thường những cái nồi kia là nó sẽ có chân quay rồi có hoặc là mình phải chở hoặc là tầng trên nó nóng hơn tầng dưới nó không nóng bằng thì cái này nó là 360 độ luôn. Nên là nó rất là đều. Thì đây là cái lúc mùa này. Đây mặt đây này, dưới này là khay nước này. Cái khay nước này là lúc nào mình để cho nó đầy để anh chị ạ. Bởi vì không đầy nó sẽ báo nước nhé ở cái vòi này và cái nước này là cái mà mình cần hấp thì hấp. Chiên mình muốn bùng nước ấy để cho cái chiên nó không bị khô ấy, nó cũng có cái chức năng đấy luôn. Đây là cái bảng điều khiển, mình chỉ cần bật nút lên thì nó mới hiện lên cái bảng điều khiển này. Thì khi nó hiện lên cái bảng điều khiển này thì mình phải xác định xem là mình sẽ chọn chế độ nào. Đây là chiên không dầu này, chiên không dầu là giòn đều hết nhá. Còn đây là chiên kết hợp hấp, tức là ngoài giòn và trong thì nó vẫn mềm thơm ngọt. Thế còn cái này là hấp hấp thì chỉ có 100 độ thôi, rất là tuyệt vời ấy, bởi vì em thích cái chế độ này nhất. Bởi vì thịt cho vào đấy hấp nó ngọt, nó nguyên vị, mà nhất là mình ướp một tí gia vị vào ấy, mình hấp ngon lắm, giống như ngày xưa mà mình hay hấp với cơm ấy. Đấy. Thế còn đây là cái này là để bù nước, ví dụ như mình chiên không dầu nhưng mà mình sợ nó khô thì mình sẽ cho nó bù nước vào. Còn đây là cái đèn để mình có thể xem được ở trong nồi nó như nào. Đây là cái kính mờ mờ là nãy em quay thử ấy, em có bật cái chế độ hấp cho hơi nước nó phun ra như thế này. Thế nhưng mà đến lúc mà mình chiên không dầu lại sấy khô đi và nó có chế độ tự động vệ sinh nữa, tiện mình cũng không phải lo. Cái cơ chế chỉ phải tự động vệ sinh, mình hình dung nó cũng giống như cái máy rửa chén của mình ấy. Đấy. Thế thế còn đây là ở trên cái hàng trên này là cái mà người ta mặc định ấy. Đây là chiên khoai tây này. Đây là chiên thịt này, cái thứ đấy. Còn đây là pizza, cánh gà, nướng bánh. Tuy nhiên thì tùy công thức mình phải điều chỉnh. Ví dụ như khoai tây chiên mà cắt dày quá thì đương nhiên là phải lâu hơn một tí, mà mỏng quá thì mình lại phải giảm cái thời gian đi một tí. Thế còn ví dụ như là nhiều khi mình muốn là chiên đậu phộng ấy, em cho vào em chiên thì em chỉ để 160 độ thôi. Thì em chọn chế độ chiên không dầu này, nó sẽ hiện lên mặc định là 200 độ. Thì bây giờ mình muốn cái nhiệt độ này nó xuống thì mình ấn vào cái biểu tượng này, sau đó thì nó có cộng trừ đây này. Đấy, nó giảm đi. Đấy, tùy mình. Hoặc nó tăng lên đây, tùy mình. Đấy, tương tự như thế. Còn đây là thời gian, đây có hình cái đồng hồ này, mình ấn vào đây nó mặc định 30 phút cái nào cũng thế, thì mình có thể tăng giảm theo ý của mình. Thế còn đối với những cái chế độ này thì nó khác nhau. Ví dụ pizza thì nó sẽ mặc định cho mình là 180 độ và thời gian của pizza thường là 8 phút. Đấy, thấy chưa, thì nó tiện như thế. Và cánh gà nó cũng tương tự. Đây cánh gà, đây đấy, cánh gà là 200 độ này, thời gian của cánh gà để 20 phút này. Đấy, nhưng mà tùy cánh to cánh bé thì mình lại khác nhau. Mình theo công thức của đây một số cái đã cài sẵn để cho mình tiện thôi. Mở cái này ra thì thấy là 12 lít này, con gà to đúng 3-4 ký vẫn để vừa, nằm trọn vẹn trong đây cũng không phải chở tiếp gì. Các cái tầng này nhiều tầng nó đều nhau nên là em nướng đến lúc mà mỗi tầng em để hai cái pizza nhỏ hoặc là một cái pizza lớn là được. Thế còn ngoài ra thì có khi em chiên một tầng thì chiên xúc xích, một tầng thì chiên khoai tây, một tầng thì chiên cánh gà. Tùy thời gian thì mình đành phải lấy ra khác nhau thôi, bởi vì mình chiên cùng một lúc mà, thì khoai tây có thể mình lấy ra trước, cánh gà mình lấy ra sau. Thế thôi, còn hấp thì dễ rồi, hấp thì mình hấp chín. Thì có thể thời gian đầu mình phải tìm hiểu nó một chút để mình có cái công thức nó trọn vẹn, còn sau này thì mình quen rồi dễ, ngày nào cũng dùng. Mua lòng heo hay để nguội thì cũng cho vào, thậm chí cũng không thương. Mình đi về mình chỉ việc bỏ hết vào đây là đã được một bữa thịnh soạn rồi. Em lấy ví dụ như là sáng ra em chỉ việc lấy cái đế pizza ra, xong phép cà chua lên rồi cho phô mai vào xong rồi là để bật topping lên, là bật chế độ là 8 phút. Trong 8 phút đấy thì quay ra em trái cây độ khoảng 3-4 phút thì là xong rồi, cả rửa ấy. Thế là có một bữa trong vòng 10 phút là đã rất là tuyệt vời. Thế còn là cái nhiều khi là mình muốn ăn hấp, cho nghêu sò, cho hải sản vào đây mình hấp nó ngọt, nó thơm dễ mà không sợ bị tôm chết nhảy ra ngoài đâu. Bảo hành hàng Đức, bảo hành 2 năm và cũng rất là tiện lợi. Có cái này rồi thì em cũng tiễn luôn cả cái lò vi sóng đi, cái nồi chiên không dầu cũ em cũng đã đi luôn.